Sáng nay đi thăm vườn nho này. Chùm hoa chuẩn bị nở. Hay chùm sớm nở rồi. Hoa nho là hoa lưỡng tính, tự thụ phấn. Đó, đây này. Đây là quả của nó này. Phần nhụy. Và xung quanh là các nhị đây. Tôi đó. Rất tự thụ phấn. Cũng giống như hoa dâu vậy. Nhưng hoa nho thì bé xíu hơn. Một chùm nho này nhiều phết. Một, hai, có bao nhiêu nhánh nhỉ? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Cứ tính như mười nhánh. Mỗi nhánh 50 quả. À, mỗi nhánh 5 quả. Tổng khoảng 50 quả. Chùm này mỗi quả khoảng 3 đến 4, 4 gram đi. 200 gram. Chùm này 200 gram. Nho mới trồng thì vẫn còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Người đây trồng nho 5 đến 7 lạng một chùm thì mình đây 3, 2 đến 3 lạng. Nhưng mà lượng hoa đang rất khá. Hoa không được to nhưng mà số lượng hoa chùm hoa trên cây thì cực nhiều. Sau khi hoa nở cũng phải 3 tháng nữa, 100 ngày nữa mới được ăn. Bỏ một căng thẳng dài đấy. 100 ngày đấy không biết xảy ra những việc gì. Thế nhưng mà ráng chờ thôi. Đây, đi ra kia thăm mấy cái chùm ra sớm. Ten ten. Đó. Không hiểu sao có một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, tám cây. Nó phát nhỉ? Tám cây có quả sớm. Không phải quả sớm mà còn ra đúng vụ. Còn đâu cái lứa này là lứa ra sau này. Đây này lứa ra đúng cái gì này. Chùm này khoảng chắc 2 lạng. Chùm này tương đương. Chùm này dài hơn một xíu. Chắc 3 lạng. Trên một cây nho này nó vừa có những chùm chuẩn được thương vị được thu lại có quả hoa nữa. Để lỗi thôi, kỹ thuật vẫn chưa ổn nên là quả có lứa ra trước lứa ra sau. Thực ra là xử lý lần một cái cần lần một thì thấy rằng cây không có nhiều hoa, hoa kém, thế là lại xử lý lần hai. Xử lý lần hai thì nó có nhiều hoa hơn, thế nhưng mà hoa lại nhỏ hơn. Đó. Hiện tại đang có quả chậm chín rồi, hơi khó nhìn. Nhưng mà nó chuyển màu rồi. Đây. Đó, nó chuyển màu rồi. Chùm hoa này khá này. Mùa này là mùa của cỏ. Mùa mưa đâu đâu cũng là cỏ. Này kia là một cô công nhân đang
lim cành. Chùm ấy mi nhon nhỉ. Nó dày quá. Ừ. Chùm này quả vừa bé mà quả dày, cứ cắt tỉa thưa thưa ra thì mới được ăn. Hôm nào nó vỡ nó nứt hết mà. Ta chèn nhau nó nứt hết. Một Chùm thì ngắn nhưng cả chùm này quên không xử lý ấy. Nên là nó ngắn như là nó vừa ngắn đây, cứ cắt những quả trong trong kẽ là quả nào bên trong mà bé đi cho nó ra. Cũng vẫn phải tỉa mạnh nữa. Chùm này nó ngắn quá. Ok, ngày mai lại lên xem vườn tiếp. Chùm này bé quá. Có lẽ một số thì đương nhiên sẽ phải loại bỏ. Một số chùm nhỏ quá thì mình phải loại bỏ. Cả vườn nho mấy chục luống. Ok. Nắng đẹp rồi, nắng lên đẹp rồi. Hẹn gặp lại nha. Mặt trời chói chang.